Suni Hạ Linh về nước thất bại vì không thành đoàn tại chung kết Đạp Gió 2024. Theo đó, 12 nghệ sĩ thành đoàn là Thích Vi, Trần Hạo Vũ, Trần Lệ Quân, Hà Khiết, Thượng Văn Tiệp, Lưu Hân, Viên Á Duy, Tát Đỉnh Đỉnh, Thái Văn Tịnh, Hàn Tuyết, Liễu Nham, Joyce Jonathan. Suni Hạ Linh không thể tái lập thành tích của Chipu trước đó, dù đã lần lượt cùng đội giành điểm số cao trong các đêm công diễn gần đây. Vào ngày 24 và 26 phần 6, các đêm thi chung kết 1 và chung kết 2 của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng bản Trung Quốc đã lần lượt được livestream trực tiếp. Tại đây, các nghệ sĩ bước vào thi đấu đội và hợp tác 1 giờ 1 phút, mỗi nhóm cử ra 1 tỷ tỷ để thi đấu đối kháng dưới hình thức song ca, được quay hình trước và phát lại vào ngày 5 tháng 7. Đại diện của Việt Nam, Suni Hạ Linh đã có màn trình diễn vũ đạo ca khúc Falling Out cùng các đồng đội Thích Vi, Hà Khiết, Thái Văn Tịnh. Số điểm đội nhận được là 434, tạm xếp hạng 3 ở vòng chung kết 2. Chia sẻ với Dân Việt về hành trình 4 tháng gắn bó cùng chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng trước khi chính thức đặt chân vào vòng chung kết, Suni Hạ Linh cho biết thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt một cái đã hết công diễn năm rồi. Suni đã chịu rất nhiều áp lực khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 vào thời gian đầu. Từng công diễn trôi qua, mọi chuyện cũng đã trở nên tốt hơn và Suni cũng có được cho mình rất nhiều bài học về chuyên môn, về cách giao tiếp với mọi người, cách làm việc và cách phản ứng với dư luận. Và có thể từ đầu mọi người không nghĩ rằng Suni có thể đi đến cuối cùng vì trước đây Suni chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Nhưng cuối cùng với rất nhiều sự nỗ lực, mình đã thành công bước vào chung kết. Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng là show truyền hình ăn khách hàng đầu Trung Quốc, quy tụ các nghệ sĩ trên 30 tuổi thuộc nhiều lĩnh vực. Tại đây, người chơi sẽ trình diễn âm nhạc, vũ đạo cá nhân và theo nhóm. Sau các vòng công diễn, những ngôi sao được khán giả tại trường quay chấm điểm cao nhất hội tụ thành ban nhạc và được vinh danh ở đêm thi cuối cùng.